đội cảnh sát giao thông và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện giao thông đối với xe ô tô tải do DVV điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe của V có chở theo 9 thùng xốp, bên trong chứa 284 hộp pháo nổ, loại dàn 49 ống trên hộp, có xuất xứ từ nước ngoài, với tổng trọng lượng khoảng 426 kg. Đây là vụ bắt pháo nổ với trọng lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Bắc Bình. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và tạm giữ hình sự DVV. Hiện công an huyện Bắc Bình đang củng cố hồ sơ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, xử lý hành vi của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1969, trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội cầm đầu. Qua xác minh, đối tượng giúp sức cho Tuấn là Đặng Minh Đoàn, sinh năm 1984, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Phạm Anh Tuấn, Đặng Minh Đoàn, Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1980, trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Đông; Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1977, trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tang vật thu giữ là hơn 207,085 gram heroin, 112,052 gram methamphetamine, một súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật tài liệu liên quan. Quá trình bắt giữ Phạm Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc cùng Tuấn dưới hình thức đánh chắn. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định. Với đặc thù địa hình biên giới hiểm trở, có nhiều đường mòn lối tắt, trải dài hơn 330 km, thực sự là một thách thức trong công tác chống buôn lậu ở vùng biên. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ 9 vụ vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá qua biên giới, thu giữ hơn 17 tấn hàng vi phạm liên quan. 6 tháng đầu năm nay, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ xử lý 13 vụ buôn lậu, thu giữ gần 20 tấn nguyên liệu thuốc lá, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính do trị giá hàng hóa mỗi vụ được xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Nhu cầu tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao và nguồn cung phía bên kia biên giới dồi dào, trong khi việc xử lý đối với hành vi này chưa đủ sức răn đe, có lẽ đang là những trở ngại lớn cho công tác ngăn chặn hành vi nhập lậu thuốc lá nguyên liệu qua biên giới tại Cao Bằng.